thắng hai này vào thời khắc kỳ diệu nhất năm. Siêu show giải trí đặc biệt đêm giao thừa. Sống 24 đang đợi bạn. Cùng vô vàn kết hợp bất ngờ làm trái tim dậy sóng. Lần đầu được xem. Lần đầu được nghe. Tất cả lần đầu đều dành cho bạn. Sống 24 đón giao thừa. Đón Sống 24. Là ngay lập tức là phải vào ChatGPT luôn anh ạ. Anh Miên hại công nghệ vậy. Kể chuyện hài mà đọc là tôi sổ chấp luôn ạ. Một hôm chú voi và chú chuột quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn. Chú voi làm đầu bếp trong khi chú chuột giữ vai trò làm MC. Hợp lý. Đến lúc bữa tiệc bắt đầu thì chú voi đưa ra một đĩa rất lớn đầy bánh ngọt và nói: đây là bánh ngọt ngon nhất thế giới, mọi người cứ thoải mái mà ăn. Nhưng hãy nhớ, chỉ ăn một lần duy nhất, ai ăn thêm phải đối mặt với hậu quả kinh hoàng. Mọi người đều thấy đồng lòng và chỉ ăn một miếng bánh. Có một chú chuột đã ăn thêm 3 miếng bánh. Hay. Lạc lạc cười cho ta, em cũng chưa thấy khúc cười lắm. Chưa, đang gieo. Chú chuột MC liền nghiêm túc và nói: đến lúc này thì phải đối mặt với hậu quả. Hậu quả gì vậy? Chúng ta đã đưa cậu đến thăm chú voi đầu bếp. Anh ấy chắc chắn sẽ biết cách giúp cậu giảm cân. Cả đám đều cười nảy, kể cả chú chuột tham lam. Từ đó chúng ta học được bài học quý giá về việc kiểm soát lòng tham. Bữa tiệc tiếp tục trong không khí vui tươi hạnh phúc. Cái miếng này nó rơi xuống lòng đất rồi anh, chưa ấy rồi. Được rồi. Nó là under. Em đào lên hộ anh cái. Em ơi không. Máy xúc ra chưa? Em lấy máy xúc không? Máy xúc nhá. Ok anh bâng lên. Cái này nó thuộc về băng đăng nha mà. Anh lạnh quá. Eo ơi, em có nickname chưa? Em chưa. Đặt nhá. Đặt luôn này. Eo xà, nữ hoàng băng giá. Sao lạnh thế? Sống 24. Đón giáo thừa. Đón Sống 24. Xem sớm nhất trên Vion. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.